Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì hôm nay cũng là một ngày cuối tuần, một ngày buồn của dân tộc Việt Nam vì sự mất mát của một người lãnh đạo vĩ đại, biểu tượng của dân tộc. Dẫu biết là cuộc sống có sinh lão bệnh tử nhưng mà cũng khó đuổi kịp với thời gian và sức khỏe. Thì chúng ta nghĩ đơn giản, khi mà bác mất sẽ phù hộ cho con cháu và đất nước sẽ phát triển bền vững, thịnh vượng. Thì đó là đầu video mà em muốn chia buồn đến với tất cả những chị nhà đầu tư mình. Phần tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại với những vận động của thị trường chung trong xuyên suốt khoảng một tuần vừa qua và cả một cái giai đoạn 2 tháng vừa rồi. Thì mọi người cho em hỏi một câu là anh chị mình thấy thị trường của chúng ta trong 2 tháng nay đầu tư như thế nào? Anh chị mình thấy cái quá trình đầu tư trong xuyên suốt giai đoạn sideways tích lũy của thị trường chung từ những cái ngày đâu đó khoảng tầm 22 tháng 5 tới thời điểm hiện tại là khoảng tầm 20 tháng 7, gần tròn 2 tháng anh chị. Thì cái quá trình đầu tư của anh chị mình có thấy nó khó hay không? Hay là quá trình đầu tư thời điểm này nó dễ? Đấy. Thì với quan điểm cá nhân của mình cũng chia sẻ thẳng thắn bản thân mình thấy bản chất khi mà thị trường sideways thì lúc nào vận động thị trường cũng sẽ tương đối gọi là khó chịu. Thì 2 tháng qua nó cũng không có những cái sự khác biệt quá nhiều so với những cái dạng tích lũy của thị trường trong những cái dữ liệu trong quá khứ. Hiện chị mình thấy cái thời điểm mà thị trường tích lũy 2 tháng, tháng 11, tháng 12 của năm 2023 nó cũng vận động mang tính chất tương tự với liên tục những cái nhịp điều chỉnh giật lên, rũ xuống, giật lên tạo những tâm lý rất khó nhằn kể cả người cầm tiền hay là kể cả những anh chị mình cầm cổ phiếu tương tự như là không có thằng bên em. Thì cái thời gian thị trường tích lũy trong giai đoạn khác năm 2022 cũng tương tự như thế, là những cái dạng thị trường tích lũy cực kỳ chán nản, cực kỳ ảm đạm, cực kỳ mệt mỏi, cực kỳ dằn vặt về tâm lý. Đấy. Thì đó là bản chất của thị trường trong xuyên suốt những cái khoảng thời gian vừa rồi. Thì cái quan điểm cá nhân của mình về thị trường thì 2 tháng qua thì em cũng chia sẻ với chị mình luôn là nó không thay đổi anh chị. Đấy. Thì kể cả hôm qua thị trường có rung lắc, thị trường có đổ điểm, thị trường có giảm thì góc nhìn của hệ thống thằng bên mình vẫn nắm cổ phiếu. Góc nhìn của mình đây vẫn là một thị trường tích lũy và đi lên trong thời gian tới. Đấy. Thị trường của chúng ta thì mình đánh giá lại với anh chị mình, thực chất hôm qua là cái phiên đóng cửa đâu đó khoảng là 1.264, thì tương ứng là thị trường giảm khoảng tầm 9 điểm đấy, với một cái thanh khoản ở mức trung bình khoảng tầm 17.000 tỷ. Thì đó không phải là một cái tín hiệu về thanh khoản nó quá đột biến hoặc là những cái trạng thái bị bán tháo trong cái phiên ngày hôm qua đấy. Bản chất hôm qua thì bản chất nó cũng không phải là một cái phiên mà nó đạt về những cái sự kỳ vọng của cá nhân mình, nhưng mà cũng không phải là một cái phiên mà thị trường nó tiêu cực. Mọi người lưu ý á, đấy, hôm qua là một cái phiên mà thị trường có thể gọi là trạng thái nó quay trở lại, nó test đáy và nó kiểm tra lại cung cầu của một cái phiên, một cái lượng hàng về của một cái khối lượng đâu đó khoảng tầm 1,1 tỷ cổ phiếu. Thì đây là cái phiên mà thị trường nó test lại anh chị, một cây rút chân nè, một cây test lại nè, kiểm tra là những áp lực bán nè. Thì những cái nguyên tắc mà khi mà thị trường nó test lại mà với những cái dạng mà hôm qua nhà thanh khoản nó thấp hơn so với 1,1 tỷ cổ phiếu á, thì với góc nhìn của mình bản chất đây vẫn là một cái tín hiệu test lại tích cực của thị trường chung. Đấy. Mọi người lưu ý á, và nó cũng đi kèm với một vài cái yếu tố về sự phản ứng của thông tin. Thì em nghĩ trước đó anh chị mình cũng đã đều hiểu được và nắm bắt được với những cái thông tin này. Đấy, thì đây bản chất là một cái tin buồn của một dân tộc Việt Nam. Thì em đánh giá những cái phản ứng của thị trường đâu đó khoảng tầm trong 2, 3 phiên vừa qua thì nó cũng gọi là nó cũng phù hợp với những cái diễn biến. Mọi người lưu ý ha. Đấy. Thì tổng quan thị trường bản chất không qua test lại. Cho nên vì thế cái xu hướng chung của thị trường trong khoảng 2 tháng vừa rồi thì nó vẫn không thay đổi anh chị. Vẫn là một cái dạng thị trường sideways, vẫn là một cái dạng thị trường đi ngang, vẫn là một cái dạng mà thị trường tích lũy. Đấy. Cho nên để mà mình nói là thị trường này nó có tốt hay không á thì bản chất nó cũng chưa phải là những cái thời điểm mà tốt nhất của thị trường. Mà còn để nói mà thị trường này có phải là một thị trường xấu hay không á thì mình cũng chia sẻ thẳng thắn với anh chị mình luôn. Thị trường này nó đã rơi vào downtrend đâu mà anh chị mình nói thị trường nó xấu? Thị trường nó đã rơi đâu anh chị? Bây giờ mình đang kết phiên ngày hôm qua thị trường ở đây vẫn là sideways mà. Thị trường đâu phải rơi vào downtrend đâu mà mình nói thị trường xấu. Mọi người lưu ý á. Đấy. Cho nên khi mà anh chị mình kể ra những cái xu hướng của thị trường nè, ví dụ mình nói ở đáy sau với đáy trước nè, thì mọi người thấy không? Cái đường trend line của thị trường ở đây vẫn là trend tăng chứ, đâu phải là một trend giảm đâu. Trong giai đoạn mà từ tháng 4 tới bây giờ nè, chỉ là 2 tháng vừa qua khi mà thị trường nó sideways trở lại thì nó gọi là những cái hoạt động tích lũy của thị trường. Thì là cái quá trình mà tổ chức họ thu gom những cái lượng cung trên thị trường và những cái sự rung lắc với một vài yếu tố thông tin, thì cái sự phản ứng của thị trường như thế này thì em đánh giá là phù hợp chứ không phải gọi là gì đó mà nó quá tiêu cực hoặc là nó quá xấu anh chị ha. Đấy.
Còn về thông tin bất ngờ hay không thì trước đó cũng có những yếu tố về thông báo của Bộ Chính trị rồi. Đó, mọi người lưu ý. Cho nên hôm qua bản chất cái phản ứng thị trường thì nhiều anh chị mình cũng đã nắm bắt được với cái thông tin này. Còn bản chất khi mà thị trường nó trong những cái giai đoạn sideways nha, thì đó là đặc tính của thị trường trong sideways. Thì em đã nói với chị mình rất nhiều, sẽ có dòng tăng để nó kéo tâm lý và điểm số chung thị trường đi lên, sẽ có dòng giảm để nó kìm hãm cái điểm số và tâm lý của thị trường xuống, sẽ có cái dòng đi ngang để nó cân bằng trạng thái tâm lý của thị trường. Thì anh chị mình thấy khi mà trung bình của ba cái yếu tố này thì nó sẽ tạo nên một thị trường sideways, là thị trường hiện tại. Cho nên cái chiến lược trong hệ thống anh chị mình nó cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là danh mục anh chị mình đang cầm dòng cổ phiếu nào, cái thứ hai là điểm mua của anh chị mình là bao nhiêu. Và em nói luôn, trong 2 tháng vừa qua, thứ nhất anh chị nào chọn những cổ phiếu kênh dưới xu hướng giảm thì em nói anh chị mình sẽ cảm giác thị trường này nó còn tệ hơn so với một thị trường Dow Jones. Tại vì ở đây là thị trường điểm số thì nó đi ngang, nhưng mà danh mục nhà đầu tư là nó càng đi xuống, tài sản anh chị mình là càng bị mất mát, tài sản anh chị mình là càng bị bào mòn nếu như mình cầm vào những cổ phiếu kênh dưới và xu hướng giảm. Cho nên cái phương pháp của hệ thống ngân hàng bên em á, là mình đánh theo dòng tiền. Vì thế mình không bao giờ kiến nghị anh chị mình đi nắm giữ những cổ phiếu như là đất xanh, như là những cổ phiếu dòng bất động sản. Anh chị nào trong hệ thống có thể xác nhận là trong đâu đó khoảng tầm 3 tháng qua chúng ta không hề đụng vào những cổ phiếu như thế này: DG, Phát Đạt, Novaland, hầu như mình không đụng tới. Thậm chí cả những cổ phiếu chứng khoán như VND, những cổ phiếu như là anh chị thấy VIX, chúng ta cũng không có đụng tới. Vì thế mình nói về cái rủi ro của thị trường này á, thì em cũng chia sẻ luôn, hệ thống bên em không phải là một cái hệ thống mình nhìn về cổ phiếu rủi ro, mình không có nắm vào những cổ phiếu yếu, mình không có đụng vào những cái cổ phiếu kinh dưới. Vì thế cái rủi ro trong hệ thống bên em đó là không phải, nó không có xuất hiện anh chị. Mọi người lưu ý á, đấy. Còn nếu anh nói chị mình danh mục mà cầm những con này, mình sẽ cảm giác thị trường này cực kỳ kinh khủng. Thị trường này gọi là thị trường mà nó bào mòn tài khoản anh chị mình mỗi ngày luôn. Tại vì những cái xu hướng là điều rất quan trọng của một cái cổ phiếu anh chị. Những cổ phiếu xu hướng giảm nó xuống không có dòng tiền. Mà em cũng đã làm cho anh chị một cái bài về sự phân loại. Đấy, trước đó chúng ta đã nói với nhau rất nhiều về cái yếu tố về sự phân loại ba dạng thì cổ phiếu trên thị trường. Thì chúng ta chỉ tập trung đánh vào những cổ phiếu kênh trên và xu hướng tăng. Trong quá trình đầu tư có thể đúng, có thể sai. Mua đúng mua sai thì đó là chuyện rất rất bình thường trong quá trình anh chị mình đầu tư. Nhưng khi chúng ta mua đúng những cổ phiếu kênh trên, đúng kỳ vọng đi lên, chúng ta phải quyết liệt nắm giữ. Những cổ phiếu anh chị mình thấy không? Để mà nói thị trường này rủi ro, thì nếu như mà anh chị nào mình cầm được những cổ phiếu như BLX, tài khoản anh chị mình trong 3 tháng qua vẫn được gia tăng, kiếm 10-20% với những cổ phiếu như BLX. Thì không thể nào mình nói thị trường này là một thị trường rủi ro được anh chị. Đấy, nếu thị trường rủi ro thì nói chị mình tất cả sẽ cùng downtrend, tất cả sẽ cùng giảm, chứ không có những cái dạng cổ phiếu đi lên. Mọi người lưu ý ha. Đấy, còn những cổ phiếu mà cá nhân em mình có mua sai đi, mình không đạt kỳ vọng, mình sẽ xử lý và mình cơ cấu. Với những dạng cổ phiếu như BVD, trong một cái buổi video nội bộ trong hệ thống khách hàng, em đã đào tạo cho anh chị mình rất kỹ về những cái điểm cơ cấu của những cổ phiếu chưa hiệu quả, như là BVD cái thế nó bị yếu hơn thì mình cơ cấu lại, BVC cái thế nó bị yếu hơn thì mình cơ cấu lại. Chứ không thể nào khẳng định được là mình nói luôn trong 3 tháng vừa qua mình mua con nào lại con đó. Không có anh chị, có mua có lại và có lỗ. Nắm những cổ phiếu giữ giá tốt, những cổ phiếu đang lãi đúng xu hướng, và cơ cấu đi những cổ phiếu mà yếu hơn bị lỗ. Đó là chuyện mà mình phải chia sẻ rất thẳng thắn với anh chị mình lưu ý á. Đấy, còn để nhiều anh chị mình nói thị trường này là thị trường tốt, thị trường tích cực cũng chưa hẳn. Tại vì sao? Có những con vẫn cắm đầu đi xuống như đất xanh thì thôi, mình hãy tránh đi những cái yếu tố về rủi ro của những cổ phiếu kinh dưới. Thì em nói chị mình trong 3 tháng qua chị mình không ôm vào những quả bom của dòng bất động sản như thế này, thì em nghĩ đó cũng là một cái danh mục gọi là thành công rồi anh chị, thành công rồi. Tại vì thị trường này mình cũng không thể nào mà mình ép cổ phiếu nó cũng lên ngay và nó tăng mạnh tăng nhiều được anh chị ha. Mọi người lưu ý á, cho nên đó là những cái vận động thị trường nó mang một cái màu sắc phân hóa cực kỳ mạnh, có thể nói là khó đánh nhất trong vòng đâu đó khoảng tầm 1 năm đổ lại đây của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy, cho nên giai đoạn này thì mình sẽ thấy mã nào giảm mà nó vẫn giảm mà. Bản chất nó cũng không phải là vì phản ứng với thông tin, mà là gì? Xu hướng của cổ phiếu là xu hướng gì? Xu hướng cổ phiếu là trên gì? Đấy, mình lưu ý đó là cái điều quan trọng nhất trong quá trình mà chị mình đầu tư. Đôi khi anh chị mình phân định được kênh trên xu hướng lên khác biệt so với kênh dưới xu hướng giảm thì đó cũng là một cái điểm thành công. Thì em đã làm cho chị mình tại sao chúng ta lại chọn những cổ phiếu kênh trên, thì cái giai đoạn này chính là một cái câu trả lời, một cái kết quả rõ ràng nhất, là một cái bài học kinh nghiệm lớn nhất dành cho những anh chị nào có đang lỡ nắm cầm những cổ phiếu kênh dưới. Thì mình cũng biết được sau này đó chính là cái yếu tố mà chị mình phải cần rút ra kinh nghiệm, tìm một cái hệ thống đầu tư nó tốt hơn, chí ít là nó không bị dằn vặt áp lực về cái tâm lý. Tại vì em hồi xưa mình bị sai lầm, mình biết anh chị. Hồi xưa mình có những thời điểm năm 2018 mình cầm con đất xanh này nó rơi 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 giá man luôn. Cái lúc mà em nói anh chị mình là em bán ra không chịu nổi, sẽ có thời điểm mà tổ chức còn ép cho anh chị mình rớt hàng bán ra, là em nói chị mình nghe những cái vùng đấy.
cái thời điểm những con đất xanh đây nè, anh chị mình thấy nó rơi ghê không? Cái quá trình mà nó đau nè, nó đau đau dã man không, đau khiếp không, cái lúc mà em không chịu nổi bán ra nó vào cái nhịp hồi phục chính cổ phiếu đấy. Cho nên bản chất xu hướng là điều quan trọng nhất, anh chị mình mua như thế nào cũng được nhưng ghi sai hãy tuân thủ các lỗ và chờ đợi cơ hội mới. Cho nên vì sao trong những cuốn sách anh chị mình đọc, sách nào cũng đưa cho anh chị một cái mục gọi là mục cắt lỗ cổ phiếu ấy, lưu ý kỹ mọi người ha, đó là bài học kinh nghiệm mà em đã từng trải, từng mắc sai lầm để sau này mình rút ra kinh nghiệm mình đầu tư cho tốt hơn. Cho nên một cái xu hướng tăng đó là một xu hướng chị mình đi kiếm tiền, còn những cái cổ phiếu nên nắm giữ lại, còn xu hướng giảm là hãy quyết liệt và cơ cấu đi, tại vì chả biết nó giảm về đâu đâu anh chị. Một mặt hàng mà có mức giá chiết khấu, một mặt hàng thanh lý giá rẻ là một mặt hàng ôi thiêu mà cả thị trường đều chê bai và không có dòng tiền đấy. Đó là sự so sánh mà chúng ta đã lên với nhau trong một cái buổi video của cuối tuần trước đấy, để cho mọi người nắm bắt được những cái thông tin này đấy. Cho nên không phải là mình nhìn con nào nó cũng giảm đúng không, có những cổ phiếu nó đi ngang, ví dụ chị mình nhìn về những cổ phiếu ví dụ như BBT đi, à trong hệ có mấy thằng bên em cầm, mình đâu thể nào nói con này nó yếu được anh chị, mình đâu thể nào nói con này nó đau trend được, đâu thể nào nói con này nó gãy được, tại vì anh chị mình thấy cái xu hướng cổ phiếu nè là xu hướng tăng chứ đâu phải xu hướng giảm đâu anh chị, bé không nói nè, đáy sau cao hơn đáy trước mà ai nói xu hướng giảm là dở, à là sai anh chị. Mà ở đây nó đang là gì, sai quay kênh trên, tích lũy kênh trên theo thị trường, thị trường tích lũy à, những con này tích lũy là bình thường anh chị mình thấy không, nó đã rơi đâu, nó đã đau trend đâu mà anh chị mình kêu nó xấu, lưu ý kỹ nha. Đấy, ví dụ vị thế thằng bên em mình mua vùng 28.5 đi thì bây giờ mình cầm có thể là không lại nhưng mà nó vẫn không bị lỗ. Còn anh chị nào mà ví dụ có mua quanh cái nền biên 30 đi thì nó chỉ trong cái tầm soát 4-5%, thì nó không phải là một cái sự gì đó mà nó quá vượt xa cái tầm soát kiểm soát về rủi ro, hoặc là nó bị cắt lỗ, bị vi phạm về điểm bán so với cái vận động thị trường tương đối rung lắc trong khoảng thời gian vừa qua. Mọi người lưu ý nhé, đấy, trên thị trường của chúng ta bản chất thì nó vẫn không thay đổi. Thị trường sẽ xấu khi nào? Khi mà thị trường đục khủng 1.240 và khủng rất sâu, bị bán tháo khối lượng lớn, thì lúc đó cá nhân em sẽ đánh giá lại với chị mình về xu hướng thị trường chung. Còn ở đây quan điểm của mình về góc nhìn vẫn không thay đổi. Buổi chiều ngày hôm qua em cũng làm một cái bài phân tích ngắn đến tất cả anh chị nhà đầu tư mình trong hệ thống ở đây, thì cũng muốn chia sẻ lại với anh chị nhà đầu tư mình. Thì bản chất hôm nay là phiên lình xình cái hàng 1,1 tỷ cổ phiếu về, thị trường test lại với anh khoảng trung bình thấp thì cũng gọi là tích cực về điểm số chung. Vận động các cổ phiếu mang tính phân hóa rất mạnh, cổ phiếu kinh dưới vẫn áp lực giảm rất khó để đánh giá. Đấy, trong hệ thống của mình thì không nắm các mã cổ phiếu này, em nghĩ đó là một điểm thành công. Tiếp theo là dòng ngân hàng, thì anh chị mình thấy rõ ràng không, dòng ngân hàng là cái dòng mà trong tuần rồi, à, xin lỗi, trong tuần này nó giữ trận rất tốt, nhà tạo lập họ lôi kéo dòng ngân hàng ra để giữ điểm cho cái vị thế của điểm số chung của VN Index. Đấy, nó không bị giảm quá sâu hoặc nó chỉnh quá mạnh trong những cái nhịp rung lắc hiện tại. Đó, anh chị mình thấy những cổ phiếu ngân hàng này, nếu anh chị mình nói thị trường này là thị trường mà nó gọi là nó bị bull chap, bị rủi ro, thì những cái điểm mua MBB trong mệnh không có thằng bên em của ngày 16 tháng 7 vùng giá mình mua là 23.5, 23.4, thì làm sao hàng về tới bây giờ đóng cửa 25.5 ăn hai giá chị. Nếu như mà thị trường này gãy thì làm sao có cổ phiếu ngân hàng, một dòng cổ phiếu thị trường blue chip VN30 hàng về có lại. Thứ nhất là do cách anh chị mình chọn cổ phiếu đang bị sai. Cái thứ hai là mình không tập trung được vào những cổ phiếu kênh trên, thì mình sẽ nhìn thị trường này rất rủi ro. Còn ví dụ như danh mục nó sẽ quyết định đến góc nhìn tâm lý vị thế trên thị trường. Nếu chị mình cầm một danh mục gãy, nó yếu, nó xấu thì mình nhìn thị trường nó rất là tiêu cực. Còn em mình cầm chí ít mà nói luôn là danh mục hàng không bán hàng mình là đỡ tổn thất nhất trên thị trường và cân đối được, thì mình sẽ nhìn thị trường này ở một cái bức tranh là thị trường rất là bình thường, chí ít là nó vẫn còn có những cái điểm đi lên, có những cái cổ phiếu nó tăng, có những cổ phiếu trong danh mục mà nó đỏ, nó cân đối lại được cho nhau. Ví dụ ngày hôm qua MB tiếp tục tăng 2%, BBT chỉnh lại 2%, BLX giảm lại 1%, thì bản chất nó có sự cân đối trở lại trong cái danh mục ngày hôm qua, trong 2 tháng 3 tháng vừa qua. Mọi người lưu ý á, đấy, cho nên không phải nào nói thị trường này gãy được, không phải nói thị trường này nó đau chen được, thì không có những cái dạng cổ phiếu thị trường hút tiền VN30 dòng ngân hàng mà nó đi lên. Đấy, những cái dạng cổ phiếu anh chị mình không, cổ phiếu trong hệ thống mình mua BVB đi, nếu thị trường sắp sập sắp rơi làm gì có những cái điểm mà anh chị mình mua đúng cây dòng tiền rủ bỏ kịp thanh khoản dòng tiền vào hàng về, anh chị mình lãi 10%. Đấy, nó trong danh mục bên em mọi người có thể kiểm chứng, trong room cộng đồng em cũng chia sẻ với anh chị mình về những điểm mua như thế này. Đấy, cho nên cái việc mà anh chị mình đầu tư phải quyết liệt trong việc cơ cấu danh mục, đó là điều rất quan trọng. Anh chị mình mua bán như thế nào em không biết, nhưng khi sai hãy quyết liệt cơ cấu để tập trung về là những cổ phiếu nó tối ưu hơn, nó tốt hơn, để nó giữ được thì giữ cái tâm lý anh chị mình để mình tìm được những cái cơ hội tốt hơn so với những cổ phiếu mình đã xử lý. Đấy, cho nên đầu tư phải cơ cấu anh chị. À, cho nên một cái vận động tiếp theo đó sự phân hóa của thị trường. Ngoài ra trong tuần rồi cũng có một cái dạng cổ phiếu là những dạng cổ phiếu kênh trên đã tăng nóng trong khoảng thời gian vừa qua và gặp những áp lực chốt lại. Mọi người lưu ý chúng ta gọi là những áp lực chốt lại. Tại vì đa phần em nói thẳng luôn, anh chị nào mua trong vòng một tuần vừa rồi những con này đu giá cao thì lỗ là điều tất yếu. Tại vì sao? Cổ phiếu không có điểm mua mà đu FOMO và mua giá cao thì điều thua lỗ là điều bình thường. Đâu phải những cổ phiếu kênh trên chị mình cứ mua là ăn đâu, mà mua sai điểm phải trả giá mà cái việc thua lỗ chứ. Lưu ý kỹ mọi người ha. Nhưng mà phải nhìn lại, anh chị nào mua trước đó 2 tháng đi, xuất phát từ cái nền đi lên đi, người ta lãi đầy, ta lãi 50-70% nhiều, thì lãi ở đây ai cũng không thấy. Không ai thấy hết á, ai cũng không ai dám mua đó. Nhưng mà cái đầu lên trên cao lại đu vào mua. Đó, những con HVN nè,
anh chị mình thấy nó tăng biết bao nhiêu từ nền, tăng từ nền 13 mà lên nền 36 hơn 150%, 170% chạy nước rút, mà anh chị mình còn đu vào trên cao như thế này thì cái việc mà nó rơi trở lại trong tuần vừa rồi là điều tất yếu. Nó nghĩa là gì? Những cái sai lầm phải được trả giá bằng gì? Bằng tiền. Mọi người lưu ý ha. Còn trong mấy cái thằng bên em mình đâu có đánh những con này đâu, mà mình nói thị trường xấu, thị trường rủi ro được anh chị. Đấy. Mọi người lưu ý những con này tăng nóng lên cao thì áp lực chốt lãi nó chỉnh trở lại là điều bình thường. Những cổ phiếu như CSV chị mình thấy không, nó tăng ghê không? Nó cái nhịp nước rút là tăng biết bao nhiêu phần trăm, 5-7 cây trần trong liên tục trong khoảng 1 tuần hả? Thì ai đánh được trong nhịp này họ lại lớn chứ, họ lại tốt chứ anh chị. Đấy, cho nên đánh giá những cổ phiếu này trong tuần sau thì nó sẽ có một cái đà gọi là đà chiết khấu sâu, giảm sâu, nó bật trở lại hồi đó, thì những con này sẽ có điểm hồi trở lại. HVN là cũng vậy, tuần sau có thể thứ hai, tại vì em đánh giá cái sự phản ứng của thị trường ở đây thì nó cũng đã đủ rồi. Đấy, phản ứng rồi, cho nên mình đánh giá thứ hai thị trường dù đầu phiên sáng có thể là rung lắc đỏ đỏ nhẹ nhàng, nhưng mà cuối phiên sẽ có yếu tố kéo xanh trở lại và tạo những cái điểm mà test đáy thành công, một cái đỡ cung số 2. Thì những con như Ford này, nó sẽ kéo trần trở lại nè, những con này trần nè, những cổ phiếu HVN nè, nó sẽ kéo trần trở lại nè, mọi người lưu ý á. Còn những cổ phiếu như VIX thì thôi, những con này mình cũng không đánh giá và cũng không bàn, tại vì em nghĩ là mọi người mà trong hệ không có thằng bên em, yếu tố thứ nhất anh chị mình đang xem trên kênh YouTube của em trong 2 tháng vừa qua thì mọi người chả ai mà đi cầm những con này. Nếu như mà anh chị nào có đóng những con này thì chắc họ đã xem những kênh khác, gọi là bắt đáy, gọi là mua kênh giảm, mua giá thấp giá rẻ gì đó, chứ không có xem cái kênh VSY Stock để mà nắm những cổ phiếu như là VIX. Đấy, cho mày chắc con này có gì đâu đánh giá anh chị, kênh dưới giảm tiếp thôi. Đấy, một vài yếu tố tiếp theo, những cổ phiếu dù em nghĩ những con như đất xanh thì nó giảm tới đây cũng là gọi là kịch biên rồi đó, dù điểm ngày hôm qua điểm test lại đấy anh chị, chứ mà là cái xấu đó là cái đỡ cung này, test lại này, thì thường nó sẽ đỡ cung nó hồi lên, nghĩ con này sẽ có nhịp hồi ngắn quanh về biên tầm vòng khoảng tầm 15 á. Đấy, cho nên nắm tới vùng này thì em nghĩ còn gì đâu nữa mà phân tích anh chị, thôi lỡ rồi coi như cầm luôn để chờ vài hồi đánh giá mà mình cơ cấu thôi. Đấy, chứ bây giờ nói test lại đây mà ngày hôm qua vác ra bán có rồi, em nghĩ đôi khi là ngay đấy luôn á. Mà lưu ý nha, tại vì đó là trạng thái tâm lý trên thị trường mà lúc mà cùng cực mọi thứ thông tin tin tức mà nó ra mà bắt đầu mới nghĩ về yếu tố mà cơ cấu cổ phiếu kinh dưới thì đôi khi nó lại ngay những cái vùng đấy mà cổ phiếu sẽ bật hồi phục trở lại. Còn anh chị nào mà đã follow theo em thì bản chất thì mình cũng đánh giá với chị mình rất nhiều trong cái tuần vừa rồi, chính là sự luân chuyển về dòng tiền. Những con kênh trên tăng nóng áp lực chút lại thì dòng tiền nó không có thoát ra anh chị, mà nó sẽ gọi là luân chuyển. Luân chuyển về đâu thì chính là cái dòng cổ phiếu cơ bản, dòng thị trường đang kéo điểm số chung và tâm lý của thị trường, đó chính là dòng bài. Mọi người lưu ý nha, thì đầu tàu của dòng băng chính là những cổ phiếu MB. Đấy, thì MB rõ ràng anh chị mình thấy xung lực mọi thứ đều ok, xung lực rất mạnh. Trong VSA mình gọi đây là xung lực tăng cực kỳ ghê. Anh chị mình thấy một cổ phiếu MB một ngày phải kéo cả ngàn tỷ mới tăng được như thế này. Một biên độ tăng 10% là cực kỳ lớn. Cần vài ngàn tỷ ở đây nè anh chị, không phải đơn giản mà dòng tiền cá nhân đâu. Trong cái lúc thị trường rung lắc này em nói thẳng với chị mình luôn là dòng tiền của tổ chức họ đổ tiền vào đánh đó. Chứ không có cá nhân nào mà đánh trong nhịp này đó, em nói đa phần bây giờ đám đông họ cầm tiền hết rồi. Ai cần bán họ đã bán rồi, ai cần xử lý đã xử lý rồi. Nếu như mình nói với chị mình thị trường này xấu, thị trường này tiêu cực, bán hết để cầm tiền thì làm sao nắm lại được những cổ phiếu như MB để trong tuần vừa rồi chị mình kiếm được 10% với những cổ phiếu này đi lên. Mọi người lưu ý á, đấy. Cho nên tùy vào cái danh mục vị thế, hãy tập trung vào danh mục của mình đang trồng cây gì, đang nuôi cái con nào, đó mới là điều quan trọng. Điểm mua của chị mình là bao nhiêu, focus danh mục đưa mình hành động cho nó tối ưu nhất. Còn bản chất thị trường sideways quay thì nó cũng chỉ là những cái điểm số đi ngang đấy. Mọi người nhìn điểm số mình sẽ không có nhìn nhận được rõ ràng về góc nhìn khách quan giữa cơ hội và rủi ro, giữa cổ phiếu kênh trên và cổ phiếu kênh dưới để mình đưa ra những cái chiến lược phù hợp với hệ thống. Anh chị mình thấy những cổ phiếu MB nè, em nghĩ là ví dụ như nó rồi sâu dầu khí thì đánh giá cao về dòng ngân hàng sẽ có sốc, thì những cổ phiếu ví dụ như MB băng nè thì sau đó nó chạy tiếp dòng tiền vào những cổ phiếu như BBB nè, con này rõ ràng là kênh trên đúng không, xung lực tăng nè, rất là mạnh nè, quán tính đã tăng cực tốt, thì anh chị mình nghĩ dòng này có chết không, làm sao mà chết được, dòng tiền tổ chức họ đổ vào đây vài ngàn tỷ tính cổ phiếu nè. Thì bây giờ nó thị trường mà có rơi, thị trường có sập đi thì những con này nó cũng sẽ kéo tiếp đấy, để nó phân phối hết, chứ làm sao mà nó neo ở đây mà nó chết luôn được anh chị. Thì tổ chức mới chính là những người họ lỗ nặng nhất, chứ không phải là chúng ta. Tại vì MB anh chị nào mua cái ngoại khống thằng bên em á thì hàng mình đã về, ví dụ từng rồi MB anh chị mình trong ngoại khống đi, mọi người mua giá bao nhiêu, ví dụ anh chị nào, em nói với anh chị mình luôn nè, anh chị nào ở đây nè là mình mua với những cổ phiếu MB nè cùng giá bao nhiêu anh chị. Ví dụ em đưa vào chiến lược dài nè, em mua giá 23.7, em cơ cấu Techcombank qua đánh MB 23.7 nè, thì quanh cái biên 23.7 tới bây giờ anh chị mình lãi gần 2 giá. Còn trong ví dụ như cái danh mục mà T cộng đi, anh chị mình đánh với những cổ phiếu như là BVB nè, những cái dạng cổ phiếu như BVB thì anh chị mình mua vùng giá quanh cái biên độ vùng giá 13 đi, thì bây giờ anh chị mình lãi trung bình khoảng tầm 10% với những cổ phiếu như là BVB ấy. Và đa phần anh chị mình thấy những cái lượng hàng về hết rồi. Hôm trước là em nói chị mình cái cây sắt ao nè, cây rung lắc của thị trường nè, mà giờ hàng về vẫn kéo tiếp, tức chứng tỏ anh chị nào mua cây này hàng về vẫn lại thì nó không bị cái yếu tố bull trap. Đây là cái điểm tích cực của thị trường chung nha, chứ mà em nói nếu như mà ngân hàng đang bị bull trap rơi luôn nè thì thị trường này em nghĩ cũng không còn gì để nói nữa. Em nói thẳng luôn là danh mục của mình đang cầm là tốt nhất trên thị trường, mà nếu như mà những mã cổ phiếu tối ưu nhất và tốt nhất thị trường mà nó còn chết, nó còn rơi thì thị trường này hết vị đấy, mọi người lưu ý nha. Còn nếu như đúng thì những cổ phiếu này sẽ là những cổ phiếu hàng đầu của thị trường khi mà đi lên. Anh chị mình thấy không, đó là một trận cược chúng ta phải đánh thôi. Còn đó là góc nhìn của mình chia sẻ xuyên suốt với chị mình trong 2-3 tháng vừa qua, chứ không phải là bây giờ mà mới nói với chị là mình cầm cổ phiếu. Mình không có chạy ra chạy vào trong thời gian vừa rồi. Nếu như mình nhảy ra nhảy vào làm sao cầm được những cái cổ phiếu như BLX nó đang đi lên,
con này kênh trên xuống tăng chứ nó có giảm đâu anh chị. Nếu mà người nhảy ra nhảy vào làm sao 2 tháng vừa qua anh chị mình kiếm được tiền, với những cổ phiếu như BLX tăng 20-30% từ những cái chuyện trạng thái nền đi lên rồi, lưu ý ha. Đấy, thì những cái dạng kênh trên như thế này anh chị mình đừng có sợ nó rơi, đừng có sợ nó chết. Đấy, anh chị mình thấy không, trường chỉnh nó chỉnh thì trường bật nó bật đầu tiên, không phải trường rung lắc cái chỉnh là 1% thì nó sẽ thường sau trường họ sẽ bật tiếp. Nó dạng bình thường của những cổ phiếu kênh trên, cho nên phải quyết liệt cầm nắm được với những cổ phiếu mạnh, phải quyết liệt bán ra cơ cấu với những cổ phiếu yếu. Đấy, một vài cổ phiếu có sự lan tỏa về dòng tiền, anh chị mình thấy ACB nè, anh chị mua cái sách ao về vẫn có lãi chứ có lỗ đâu. Anh chị em cái sách ao nè, hàng về vẫn lãi nè. Thì tức đồng nghĩa đây là cái dạng gì? Dạng dòng tiền. Đấy, dòng tiền ở đây nè, những cái dạng cổ phiếu như CTG nè vẫn là dòng tiền nè, những điểm môi dòng tiền đi vào nè, anh chị mình thấy không? Nó vẫn đi lên nè. Từng ví dụ ngày hôm qua có những dạng cổ phiếu ví dụ như MSB nè, những cái sách ao về kéo tiếp nè, những cái dạng bắt đầu dòng tiền lan tỏa từ MB qua cái cổ phiếu MSB nè, quá trình test đáy nè. Những cổ phiếu như OCB là test liên tục và giữ trạng thái cân bằng nè, nhịp này thị trường rũ nó còn giữ giá tốt nè, thì ngày qua thị trường giảm nó bật đi lên thì tức chứng tỏ là dòng tiền. Còn em nói chị mình ngày qua có ai dám mua đâu, thì đây mới là dòng tiền tổ chức nè. Những con như OCB nè, anh chị mình lưu ý những con như thế này ha. Đấy, đó những cái dạng cổ phiếu hoặc là tức là tiền phong băng cũng thế nè. Anh chị mình thấy cái nhịp này thị trường rũ nè, thị trường rũ lại nó đâu có giảm, nó giữ giá tốt nè, thì tức là tổ chức họ đang đợi giá đó anh chị. Thì ngày qua thị trường giảm nó bật đi lên và có dòng tiền nè. Đây những cái điểm đến của chị mình trong tuần sau nha. Tuần sau ví dụ mình đánh giá thị trường nó sẽ có những cái điểm mà nó họ bật bật trở lại, nhưng này tiếp tục đà dòng tiền thì chị mình lưu ý nè. Ngoài MBB nè, ngoài BVB có những cổ phiếu ngày hôm qua có dòng tiền như Tiên Phong nè, OCB và MSB, thì đó sẽ là những cái điểm đến, những cái cơ hội cho anh chị mình trong thời gian tới. Nếu chị nào chưa có tìm được những cái cơ hội với nhưng mà cổ phiếu ngân hàng thì chị mình có thể tham gia vào hệ thống bán hàng bên em. Thì ở đây em sẽ chia sẻ và hướng dẫn với chị mình những cơ hội trong tuần sau. Mọi người lưu ý á, đấy, thị trường luôn luôn sinh ra trong sự ảm đạm mà. Đấy, và đi lên trong sự nghi ngờ, chết đi trong sự hưng phấn. Thị trường này có hưng phấn đâu mà chết đi anh chị. Đấy. Một số cái điểm tiếp theo ví dụ mình đánh giá chị mình tiếp tục trong danh mục anh em là ngân hàng mình cầm BBB, cầm MBB, cầm BIDV. BIDV bình thường sách ao về giữ giá bình thường anh chị nhé. Thấy những cái dạng cổ phiếu mà từ kênh dưới đi lên tăng chỉnh liên tục theo cái chuyện cái gọi hình chất á. Đấy. Những cái cổ phiếu tiếp theo ví dụ là dòng dầu khí. Dầu khí ví dụ hiện tại em có 3 cổ phiếu trong danh mục bên mình, là thứ nhất là BLX. Thì em nghĩ tới vùng này BLX cũng không có còn gì để mà đánh giá với anh chị mình. Mọi người follow em đang cầm lại. Cái việc mà cầm lại tâm lý nó thoải mái. Đấy. Mình cứ nghĩ trường hợp xấu nhất đi, nhóm này bị bán tháo bị cái up hết, mình sẵn sàng bán luôn giá sàn và đút tiền vào túi. Tại vì bây giờ mình đang cầm vị thế mình lãi khoảng hơn 20% với những cổ phiếu như là BLX. Bây giờ cho nó mất 7% mình vẫn còn 13%. Trong một cái lúc thị trường khó khăn mà vẫn kiếm được tiền như thế thì em nghĩ đó là cái niềm vui chứ không phải là cái nỗi buồn. Đấy. Một vài yếu tố tiếp theo ví dụ như BVT. BVT nó vẫn quanh cái vùng giá vốn của hệ thống bên em. Đấy, và bản chất xu hướng này vẫn trong biên sideways mà, đâu có gì đâu xấu anh chị, qua test lại khối lượng thấp nè, chung với thị trường nha. Con này đang vận động chung với VN Index. Đấy. Một vài cổ phiếu ví dụ như BVS nè, trong hệ thống cầm là con thứ ba của dòng dầu khí nè. Thì bản chất mọi người thấy không? Hầu như BVS không bị những cái áp lực bán và thậm chí những cái phiên rung lắc của thị trường ngày hôm qua giữ giá cực tốt. Cho nên em nghĩ thời gian tới BVS sẽ là những cái điểm sáng tiếp theo của dòng dầu khí. Hãy tập trung lưu ý với những cổ phiếu như thế này. Trên vẫn là trên tăng nè anh chị mình thấy không? Kẻ đấy nè. Đấy, nó chỉ cần một cây xác nhận nó là sẽ vào trên. Thì nó sẽ là cái điểm anh chị mình lưu ý với những cổ phiếu như BVS và điểm mua. Đấy, còn chiều lấy vị thế mình cứ không thả nó, con này giữ giá tốt nè. Còn những cổ phiếu nào cần cơ cấu em đã cơ cấu rồi trong tuần 2 tuần trước rồi. Những cổ phiếu BSR mà test lại đấy là trong biên sáng quấy. Nếu anh em anh chị mình nhìn mình nói nó đâu trên thì hơi hơi tội cho cổ phiếu. Đấy, tại vì nó vẫn giữ trên đi lên mà. Những cổ phiếu như OI nè anh chị mình theo xu hướng tăng nè, rất là mạnh nè. Đấy. Đó tổng quan những cổ phiếu như BBB đi, tài khoản cá nhân em thì mình cầm con BBB nó vẫn trong biên sáng quấy. Con này có một vài yếu tố thông tin vị trí cổ tức của ta, thứ nhất là 800 bằng tiền mặt. Cái thứ hai là 10% bằng cổ phiếu, một doanh nghiệp mà giá khoảng tầm 18 mà chia như thế này thì mình cũng đánh giá đây là một cái điểm tích cực. Đấy, cho nên em đánh dài mình vẫn ăn cổ tức luôn. Một vài cổ phiếu như BBB vẫn biên sideways chứ có xấu đâu anh chị. Thị trường này mà nó giữ giá kênh trên sideways tích lũy như thế này là hợp lý. Đấy. Đó là một số cái yếu tố mà em đánh giá tất cả như anh chị nhà đầu tư mình ha. Một vài cái vận động tiếp theo ví dụ như mình mọi người phải cần xem lại kỹ cái danh mục của mình, đang cầm nắm cổ phiếu nào, để mua là bao nhiêu. Thì đó là mình vừa chia sẻ hai dòng là mình đánh trong mấy cái mặt hàng là dòng dầu khí và dòng cổ phiếu tiếp theo là dòng cổ phiếu ngân hàng. Mà cái điều mình không đánh những dòng cổ phiếu chứng khoán, mình cũng không đánh dòng thép, mình cũng không đánh dòng bất động sản. Mình tập trung cô đặt thời điểm này là hai dòng. Mọi người lưu ý ha. Đấy, còn ví dụ như mà em nói chị mình về dòng thép đi thì mọi người cần nhìn khi nào vào sóng, mọi người cần nhìn con Hòa Phát đó. Thì nó vẫn giữ giá kênh trên xuống tăng mà, nó vẫn trong biên sideways mà, sao chị mình nói như con này xấu được, đúng không? Đấy. Những cổ phiếu Hoa Sen đi, mặc dù nó có sự biến động khá là lớn trong thời gian vừa rồi, nhưng nó vẫn là trong biên sideways. Trong biên sideways nó chạy theo cái biên ví dụ như 23 và biên 25 26. Đó, những con Nam Kim cũng vậy, nó cũng trong biên sideways, họ lên test lại đó. Đấy, bản chất cái con này sideways thì nó thuộc dạng là những cổ phiếu gọi là loại 2, là những cái dạng cổ phiếu loại 2 ở đây nè. Đấy. Là cái dạng mà thị trường tăng nó sẽ lên. Đấy. Còn xác suất dẫn sóng nó sẽ là 30%. Ví dụ đây nè, hoặc là những cổ phiếu ví dụ như là VB Bank trong dòng ngân hàng đi. Thì đây cũng là cái dạng cổ phiếu đi ngang, những dạng cổ phiếu sideways nè. Anh chị mình lưu ý nha. Còn những con như MB nó quá khỏe rồi. Anh chị mình thấy dòng tiền nó vào cực kỳ quyết liệt và xung được tốt rồi. Đấy. Những cổ phiếu dòng chứng khoán đi, hôm qua là một vài cái điểm cổ phiếu nó cũng giữ chặn được. Ví dụ như BBB con bản Việt nó tăng đi thì nó cũng tạo sự tích cực cho ông VCI này, cũng đâu đó nó cũng có những yếu tố nó cũng giữ chặn được.
nhưng mà bản chất những cổ phiếu VCI nằm ở biên xe quay đó cũng không có nhiều những nhận định mới. ESI cũng vậy, em thì mình không lắm về những con này. Khi nào mình thấy những cái chuyện thấy là dòng tiền xung lực quyết liệt nè, ví dụ đây mình kể cái trên nè, xu hướng ngắn hạn là trên giảm nè, anh chị mình không đỉnh sau hơn đỉnh trước nè, thì phải cần điểm xác nhận dòng tiền này. Lên xích biên tích lũy lại nè, thì từ cái nền số 2 này đi lên nè, bắt đầu tạo xu hướng tăng nè, thì nền số 2 này mình sẽ đánh. Mọi người lưu ý á, đó kịch bản với những cổ phiếu như SSI nếu như chị mình muốn đánh. Đấy, một vài cái điểm ví dụ như thị trường rung lắc ở đây nó cũng giữ trận, một hai phiên gần đây là giữ trận tích cực nè. Đó. Những cổ phiếu như VCI các bạn em chia sẻ chị mình cách mua luôn nè. Nếu như mà những con này mình đánh nè, tại vì em thì mình cũng chả yêu thích cái chồng nào đó, ở đâu có cơ hội thì ở đó có chúng ta. Xu hướng là xu hướng giảm anh chị mình không? Trong ngắn hạn là đỉnh sau nó hấp hơn đỉnh trước nè. Đấy. Ở đây xu hướng giảm. À, những con này nó muốn bứt được xu hướng giảm phải cần một phiên dòng tiền để mình thấy được cái xung lực dòng tiền của tổ chức họ vào. Thì sau đó nó phải cần sự hấp thụ những cái vùng biên trên là tạo cái nền. Thì từ cái nền số 2 này mình đánh này. Có thời điểm tốt nhất cho anh chị mình, mọi người lưu ý á. Hả? Thì đó những gì mà em chia sẻ với tất cả anh chị nhà đầu tư mình trong một cái buổi video ngày hôm nay, cũng chia sẻ với chị mình ngắn gọn xúc tích về thị trường ở những cái ngày cuối tuần. Hả? Cho nên muốn chia sẻ với chị mình lại là hãy tập trung vào danh mục của mình, đang cầm cổ phiếu nào, điểm mua chị mình là bao nhiêu, đang nuôi con gì và đang trồng cây nào, nó sẽ quan trọng hơn về cái điểm và điểm số chung. Còn thị trường chúng ta vẫn là thị trường xoay quanh, đấy, và hãy chờ sự phản ứng của thị trường trong tuần sau. Cho nên bản chất khi mà thị trường nó rung lắc thì nó phải càng đánh giá lại những cái danh mục của anh chị mình. Ví dụ như là gì, thị trường rung lắc anh chị vẫn cầm những con mà có sức khỏe tốt thì nó vẫn là một cái danh mục tích cực chứ anh chị. Em cũng giống như là cái việc mà em muốn chia sẻ với anh chị mình ở đây nè. Đấy, nếu như chị mình có thường xuyên mà gọi là yêu thích về địa lý thì chị mình sẽ xem về một đất nước cũng rất là đặc biệt, chính là đất nước Chile. Một đất nước nó nằm ở khu vực gọi là Nam Mỹ anh chị ha. Đấy, Nam Mỹ, một nước Chile. Thì một đất nước Chile này á, thì cái thứ nhất là mình nói về hình dạng nó giống như là một cái quả ớt anh chị. Đấy, thứ hai là về thời tiết nè, về địa lý nè. Thì bản chất thiên nhiên ở Chile này nó cũng cực kỳ đa dạng, hầu như nó hội tụ đủ nước, núi, đá, tuyết, dung nham, núi lửa, sóng thần, mọi thứ đều hội tụ ở đất nước này, và có thể nói là một trong những đất nước rất là khắc nghiệt về thời tiết và thiên tai anh chị, mọi người lưu ý. Nhưng mà tại sao người dân ở Chile vẫn sinh sống, vẫn làm việc, vẫn ở đây mà họ không di dời đi nơi khác? Thì bản chất là gì, khi mà mình ở một cái đất nước mà nó mang tính chất là nó khắc nghiệt thì họ sẽ tìm những cái sự phù hợp với sự khắc nghiệt đó. Cũng giống như thị trường của chúng ta hiện tại là một thị trường khó để đánh, nhưng mà chúng ta vẫn tìm nắm giữ được những cổ phiếu trụ vững kênh trên xu hướng tăng, vẫn giữ giá tốt của thị trường, chứ không phải là mình đi cầm những cổ phiếu kênh dưới. Thì cũng tương tự với đất nước Chile đây, mà muốn ví dụ cho anh chị mình thấy, ví dụ đây là đất nước mà châu đó khoảng tầm trong thập kỷ vừa qua nha, trong 100 năm vừa qua, thì đây là đất nước mà chịu một cái trận động đất sóng thần lớn nhất. Đấy, nó làm giảm đâu đó thời điểm mà em nhớ không nhầm là khi mà em xem cái thông tin là năm 1950 mấy. Đấy, thì lúc đó nó giảm 80 mấy hay năm mấy gì đó, thì nó ảnh hưởng đâu đó khoảng tầm 3 tỷ đô của đất nước. Thì thời điểm đó là một con số cực kỳ lớn. Nếu như mà đối chiếu đến thời điểm hiện tại nè, thì nó phải rơi vào khoảng tận tầm 30 tỷ đô. Mọi người lưu ý á. Nhưng mà sau những cái biến cố, những cái trận sóng thần động đất cực kỳ lớn, thì tại vì sao bây giờ đất nước này vẫn gọi là gì, họ vẫn sống ở đây, thì họ sẽ bù đắp là bằng cái sự phù hợp. Thứ nhất mình nói về công trình kiến trúc, thì bản chất để trụ qua được những cái thiên tai á, thì một cái cấu trúc về xây dựng ở đất nước Chile này á, nó sẽ có một cái sự linh hoạt hơn, chứ nó sẽ có sự mềm mại hơn trong cái cấu trúc của những cái tòa nhà xây dựng, nó có thể chịu được những sự rung lắc của động đất. Mọi người lưu ý á. Đấy, cái thứ hai là trong những cái trường học á, họ sẽ đào tạo về cái tư duy, về những cái tín hiệu cũng như là những cái cảnh báo trên đường nè, trong trường nè, ở nhà nè, về động đất, về thiên tai luôn. Đấy, nó sẽ có những sự chuẩn bị, mọi người lưu ý. Đấy, trên đó là cái điều mà em muốn nói chị mình, thì bất kể thị trường như thế nào thì chúng ta phải là một người phù hợp với thị trường. Ví dụ em nói chiều thị trường Dow Jones, ok, chúng ta chấp nhận bán hết tất cả cổ phiếu và cầm tiền. Còn thị trường này vẫn là thị trường sideways thì chúng ta vẫn nắm cổ phiếu. Quan điểm của em vẫn là dùng tích lũy và đi lên. Những cổ phiếu trong danh mục anh chị mình nắm những cổ phiếu nào, đó sẽ là điều quan trọng hơn trong thời điểm này. Đó. Thì đó là những gì mà muốn chia sẻ với chị mình thông qua một cái ví dụ về một đất nước. Em là một người mình cũng chia sẻ luôn là mình rất thích về địa lý. Đấy, rất thích nghe về địa lý. Địa lý nè, văn hóa nè, là mình cực kỳ thích. Đấy, thì mình muốn chia sẻ với chị mình qua một cái mẫu chuyện ngắn, một cái kiến thức nhỏ cho anh chị mình dễ hình dung về thị trường lúc này. Cảm ơn chị mình rất nhiều. Nếu như chị thấy video này hay và bổ ích thì mọi người để lại giúp em một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh, giúp em có những động lực để chia sẻ với chị mình nhiều hơn về những kiến thức trên thị trường. Anh chị nào muốn tham gia vào trong cộng đồng thì đây là cái room miễn phí cho anh chị mình vào đây, em sẽ chia sẻ với chị mình rất nhiều về những cái biến động thị trường và những kiến thức. Anh chị nào muốn vào hay có khách hàng được chăm sóc kỹ hơn và chi tiết hơn về những nhận định về những cổ phiếu điểm mua điểm bán thì chị mình liên hệ giúp em với bạn trợ lý là bạn Hải Anh,
qua số Zalo là 0945 866 915 thì bạn Hải Anh sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho anh chị mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc anh chị mình cuối tuần ấm áp bên gia đình.